Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tây Du Béo nha. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tân thủ, bởi vì có đến 90% anh em tân thủ là bỏ qua cái tính năng này anh em nha. Đấy, nó hơi bị hay luôn, không phải là cái gõ mò đâu. Mà ở trong này này anh em ơi, anh em click vào trong phần avatar nhân vật nha. Thì bình thường anh em chắc chỉ vào thông tin cá nhân thì thiết lập hệ thống các thứ các kiểu con là điều. Nhưng còn một phần trò chơi ở đây nữa, anh em trả ấn vào một chơi đi. Đấy, ở đây có rất là nhiều trò chơi nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, mình sẽ chơi luôn anh em nha, để tránh quái luôn này. Rồi, giờ sao? Tránh quái. Chúng ta có thời gian là khoảng 3 phút anh em nha. Đấy, cái gì đây? Sao con quái trông như con nòng nọc vậy anh em? Nói chung là mình chỉ cần tránh quái thôi. Ok. Rồi, ví dụ như mình lao thử vào con quái cho anh em xem nhá. Pùm. Đấy, thì mình sẽ mất HP ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tránh. Nhưng tất nhiên là càng về sau tốc độ con quái nó sẽ nhanh hơn nhá. Mày này, trông mặt mày dữ dằn vậy. Lừa đấy. Nhưng mà hình như là tốc độ di chuyển của mình nó bị chậm theo thời gian. Không phải. Ôi mà là cái kẻ địch nó nhanh hơn anh em. Cứu. Rồi mày làm sao? Ủa có tận 3 phút để anh em ạ. Và kẻ địch nó ra ngày càng đông luôn anh em ơi. Ôi. Siêu vẹo. Kìa. Ô. Mày làm sao? Ôi, hai con. Ủa? Sao mình thấy không nhầm như có mấy con quái nó còn đuổi theo mình ta? Đấy, nó không phải là đi theo một đường nhá. Đây, anh em theo. Hay là tại bởi vì nhiều quái có nhìn trông nó hoa mắt này anh em nè. Cảm giác như kiểu nó đang đuổi mình vậy. Rồi mày làm sao? Quái phết anh em ạ. Cái này vì rèn luyện độ khéo léo của anh em nhá. Tay anh em nào mà chịu khó thể dục thường xuyên hàng ngày thì chúng ta sẽ chơi trò này cực kỳ là đơn giản, nhưng chỉ còn lại 1 phút 30 giây đâm tốc. Không ổn rồi. Thế như là mình bị quái đâm vào thì tốc độ của mình sẽ bị chậm đi một tí sao nhỉ, để mình test thử lại xem nào. À không anh em ạ, tốc độ nó vẫn thế thôi. Nhưng chỉ cái là HP của mình sẽ mất đi anh em nhá. Còn hơn phút nữa anh em ô cố lên. Đông thế. Ui ơi, kìa. Tiếp. À mày sau càng khó đấy, không biết có thể trụ lại được thêm 1 phút nữa hay không đây anh em ơi. Ui ơi. Ghét nhất là cái bọn mà cứ đi 3 con cùng lúc. Đi. À, mình thấy có một cái mẹo để chơi trò này, tức là chúng ta nên đứng ở giữa bản đồ anh em ạ. Thì cái việc này tránh của chúng ta nó sẽ dễ hơn, bởi vì góc của chúng ta sẽ rộng hơn nếu như đứng sát vào trong rèn này quá. Quái nó ra bất chợt là ối dụ. Cái thế nhỉ? Ui. Cái gì đấy? Ice. Nhưng mà mình cảm thấy là chơi trên máy tính nó khó hơn rất là nhiều khi mà chúng ta chơi trên điện thoại anh em nhá. Ôi thật chết rồi. 44 giây liệu rằng có để đú được hay không đây? Ôi da. Và thế nhỉ? Ôi da. Ô hai, ủa ôi, không kinh vậy. Ai? Ủa nữa nhờ, 30 giây cuối cùng anh em ơi, vẫn còn một chút HP cuối cùng. Ui, khó nha, không phải dễ nha anh em. Đùa đâu, ê, xì bà, cày thế nhở, thế nhở. Ok, 15 giây cuối cùng anh em ơi, cố lên nào. Mày làm sao, ê à, đau anh em ạ, chỉ còn là một chút HP cuối cùng. 7, 6, 5. 4, 2, 3, 2, và 1. Ui dồi ôi. Hả? Tôi vừa đải thành công của may quá anh em ạ. Đấy, xong anh em nhé. Nhưng mà được cái gì đấy? Hả? Không hiểu là được cái gì luôn. Tiếp tục là trò bắn tên để xem như thế nào anh em ơi. À, trò này có vẻ là dễ hơn này. Ủa? Xong một phát này. Tiếp tục là gõ mõ này. Ủa? Như nào? Rồi, đây là quái này, mình ăn sẽ được xu này. Tiếp tục là giải mõ này. Cái đánh đâu rồi? Đây. Vừa đải thành công, ôi cái này dễ thế. Không khó như cái đầu tiên anh em nhỉ. Bắn tên dễ quá, gõ mõ xem nào. Gõ mõ là có cái gì? Ôi, sư phụ này. Có. Ồ, sư phụ ở đây mình chỉ việc gõ thôi. Khi mà chúng ta gõ thắng thì sẽ giải cứu được sư phụ. Kiểu như vậy anh em nhá. Thắng luôn. Hả? Cái gì? Mới ải 2 thôi anh em ạ. Để mình xem là có bao nhiêu ải đấy. Số lượng siêu độ là 18, 19 rồi. HP tiểu yêu là 2000. Ôi, khó vậy. Kiếp. Mày này. Nhưng mà mình đánh qua các màn sau thì không biết là cái mõ của mình nó sẽ mạnh hơn hay không nhỉ. Vẫn chỉ có 66 HP thôi. À, 666 HP thôi anh em. À, thì nó có bạo kích này. À, lần này là ngộ không rồi. Nhưng ngộ không có thêm một cái búp gì đấy anh em ạ. Cộng 200 là cộng cái gì ta? Mày này, ui thật là béo thế, nó không đánh được không?
hỗ trợ cho vài trưởng đi, quật gậy đi. Ok, à, trừ 80 HP. May là cái khả năng tấn công của con boss này nó cùi quá anh em ạ. Trời luôn, anh nhiều thế. Rồi, mày làm sao? Ok, à, ảo thật đấy nha. Mày làm sao? Ốn này, bắt đầu ngày càng đông lên anh em ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ngộ Không ơi, có skill gì không? Cứu, cứu, cứu. Phải, con này trâu THP tiểu yêu là 4000. Và bây giờ mới là cấp độ 4 nha anh em. Không biết là đến cấp độ bao nhiêu thì chúng ta sẽ hết đây. Trời đất ơi, khổ thực sự luôn ạ. Mày này, vừa vẫn tiếp tục rồi. Lần này thì mình có cái móc cóc vàng anh em ơi. Ok ạ, con Diêm Vương đứng đây mà nó không sợ nhỉ anh em nhỉ? Mày ghê đấy. Anh em có thể nhìn thấy Diêm Vương đánh ghê không? Hốn dã man luôn, tốc độ đánh của gọi là móc pinh anh em nha. Thằng đét chưa? Mày làm sao? Nhưng mà sao bọn quái này đông thế? Rồi, ok, bắt đầu mới đánh được đến con boss này anh em này. Ui, con boss này tốc độ đánh cao quá anh em ạ. Hiện tại là sát thương của nó cũng cao luôn, nó cao gấp đôi mình ạ. Mình đánh một phát là 666 thì nó đánh một phát là 1200. Nhưng may là Diêm Vương của mình là HP cũng trâu đấy, hy vọng đây là ai cuối cùng này. Vẫn còn anh em ạ, cay thế nhở. Để mình phá đảo này xem là cuối cùng thì chúng ta sẽ được cái gì anh em nhá. Xu hiện tại của mình kiếm được là 13.600. Cái này cũng hay này, bởi vì chúng ta chơi có thể kiếm được xu. Và xu thì anh em biết rồi, hoàn toàn có thể dùng mình nâng cấp cho tướng của mình lên. Giật cả là vời luôn. Một con này béo quá anh em ạ, không biết là có trụ đấy không. Ủa, có nhờ, không biết là có mẹo gì để cho chúng ta có thể là nếu con này không chứ, này làm sao mà thắng được. Trời, ai xong rồi, toàn rồi. Khó này, cái con boss này khó này anh em này. Anh em chơi cao nhất là bao nhiêu điểm mình nhớ để lại ở bên dưới cho mình biết mình nhá. Tiếp tục là bể uống nước, có giống Flappy Bird vậy. Ấy kìa, ô hay, à bắn được mấy cái này anh em ạ, tốc độ tấn công tăng lên. Vãi cả sư phụ, cưỡi cái gì đấy? Quả lúc nãy mình nhớ là cưỡi xe tăng mà. À, mỗi cái này thì vũ khí thì chúng ta sẽ cưỡi một cái khác nhau anh em ạ. Rồi luôn. Hay đấy, hay đấy. Anh em thấy như thế nào? Nếu như mà yêu thích thì hoàn toàn có thể truy cập ngay vào trong web chơingay.vn để có thể là chơi Tây Du Béo và đi chơi thêm một số những cái mini game cực kỳ là xịn sò con bò này anh em nhá. Thế kìa. Lần nữa thất bại rồi. Còn thiếu đúng 2 điểm sát thương nữa anh em ạ. Thế này thì mình sẽ cần phải ăn hết tất cả những cái buff ở trên chiến trường thì may ra. Ví dụ như cái này chẳng hạn. Một phát đây này, có xe tăng này anh em này. Ấn này được thêm gì không? Có này. Đây, tốc độ tấn công X2 này. Đó. Anh em thấy không? Tiếp tục này. Mày này đấy, như thế này mình nghĩ khả năng cao là sẽ ăn được này. Rồi ok luôn, con boss đúng không? Đấy, tốc độ X3 này. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Thắng ngay đấy. Mình đoán như thần anh em ạ. Cần phải ăn tất cả những cái búp nha. Tiếp theo là cắt dây này, cái này bắt đầu khó này anh em này. Cắt dây giải cứu tiểu phán. Dễ thôi. À, cái này dễ này anh em này. Ai kế. Ở đây. Ủa, kỳ vậy. Rồi ok. Lại cắt dây nó phải đung đưa tí chứ nhờ anh em nhỉ. Đây bắt đầu khó hơn này này. Xuống này. À, đây. Xuống luôn này. À, cũng dễ anh em ạ. Có 3 ải thôi. Ải tiếp theo này. Ờ, à, như thế này đi. Lộn luôn. Ải kế đó. Ủa, có thể một phát này. À, hai phát này. Như thế này này. Đó. À, cái này bắt đầu khoai này anh em này. Cắt phải cẩn thận này. Rồi, thành công nha. Ải 5 vẫn cứ lau cái uống. Xong rồi. Kỳ là đơn giản anh em. Cắt dây thì lại dễ quá. Mình làm phát được luôn. Bảo vệ chiến là có cái gì đấy? Bảo vệ chiến á? Như nào? Có cái gì đấy? Cái như nào đây? Ơ? À, thành chiến anh em ơi. Rồi ok luôn. Xong rồi cái này. Cái gì đấy? Su 300 này. Tiếp tục mua thêm. À, nếu như chúng ta có su thì chúng ta sẽ có thể mua thêm được những cái slot đây. Và chúng ta sẽ tốn điểm. Điểm su ấy. Thì nếu như tiêu diệt được mấy con này thì mình cũng sẽ kiếm được xu anh em nhá, nhưng mà hơi khoai này. À, chúng ta hoàn toàn là có thể gõ mod để cộng thêm xu. Ui, quên. Lên đi em ơi.
Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, cái này phải cực kỳ nhanh tay anh em ạ. Gõ mõ được xu mình không biết, cay thực sự. Rồi nâng cấp lên xem nào. Đây luôn, đừng để nó phá thanh, đừng để nó phá thanh, đừng để nó phá thanh. Ui ôi, cay cần thế. Thôn 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 anh em ơi. Lên luôn, lên luôn, lên luôn này. Ôi góc đàn này đông này anh em này. Đây này, lên luôn, lên luôn, lên luôn này. Ok. Lên luôn này, cứ có xu phát là mình phải nâng cấp luôn anh em nhá. Đấy. Ổn chưa? Ơ trò này hay phết này. Chính ra trò này mình thấy hay này anh em này. Ơ nâng cấp lên được tướng mới này. Sao có bò, xin sao có bò. Ok. Quẩy chưa hết đây anh em ạ, còn này 2 nữa cơ. Không thể tin được. Mình cứ tưởng xong rồi nhưng mà chưa. Trò này hay đấy anh em ơi. Trò này mình thấy là hay nhất trong mấy cái mini game này luôn anh em nhá. To lên luôn này. Lên luôn đi, góc này đông này. Góc này đông này. Ở đây cũng cần lên này. Cho luôn ông ở giữa này này. Úi dồi ôi, béo mà đánh nhanh phết không đùa. Lên văn ơi đi. Ê, khoan, ơ đây là mắc rồi anh em ạ. À thì hóa ra mình chỉ có tầm 3-4 cấp độ thôi nhở. Không nâng mắc được hơn. Thì không biết là có thêm ải sau thì chúng ta có thể là nâng mắc được tướng lên hay không. Thêm một vài bậc nữa ấy. Chưa thời điểm hiện tại thì mình thấy như này là mắc rồi. Vẫn ngoài 3 này. Quá kỳ vậy. Này đơn giản, cái này lại dễ quá anh em ạ. Bởi vì là ải 3 thì chúng ta vừa có thêm được cái mõ khác cộng tận 100 xu một phát cơ. Nhưng mà tướng thì không nâng được lên nữa rồi. Như này là mạnh lắm rồi anh em ạ. Này thì cũng gõ mõ chả để làm gì anh em nhá. Mình nghĩ là đến ải 3 này là nó cũng hết rồi đấy. Chứ còn lên ải 4 thì còn gì nữa đâu ta. Ôi à, đông nhỉ. Thôi, thế xong. Hay phết anh em ạ. Ok thì chúc anh em chơi game vui vẻ. Mà nếu như anh em muốn nhiều mẹo chơi game hơn thì có thể truy cập vào fanpage Tây Duy Béo VNG và truy cập vào nhóm để cập nhật thêm nhiều mẹo chơi game nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.